Tao vả cho mày một cái đấy chưa? Mày vừa chửi ai đó? Đâu đâu, em mua chân chó của anh mà. Anh không có chân chó, anh có chân gà, mày có mua không? Không có chân chó, em mua chân gà cũng được. Chân gà của em đây, của em hết 10.000. Còn khuyến mại của em đâu anh? Khuyến mại là mua 2 tặng 1, mà em mua có 1 cái, đòi khuyến mại cái gì? Trả đây cho anh 10.000 đi. Anh lo gì, em ăn chiếc chân gà này xong, em trả tiền cho. Nhớ nhá, 10.000 của anh đây. Anh cũng phải lo. Thôi, em về đây. Trả tiền cho anh chưa? À, quên, em không có tiền. Anh cần tạo cái phích nước này của mẹ em được không? À, cái thằng này, không có tiền dám ăn chân gà của anh à? Đem cái phích nước đây. Ngày mai đem tiền, đến mà chuộc hay chưa? Tiền mua cho tao vài cái nem nướng. Sao đại ca lại không đi? Tao đang đợi TP 10.000, bây giờ tao vô mua là anh TP lấy hết. Dạ. Yeah. Chờ em một chút. Anh TP bán cho em 3 cái nem nướng. 3 cái nem nướng của em đây. Hiện tại anh có chương trình mua 3 tặng thêm 2 gói hổ ca ca của em đây. Dạ em cảm ơn anh. Chờ anh còn em về. Mày cầm 3 gói này về cho đại ca. Còn 2 gói này tao cất tí nữa ăn. Sao mà nó lớn thế nhỉ? Hả? À? Đi đây. Của đại ca đây. Tốt quá, của mày một cây này. Của mày một cây. Ô, mày có hộp ca ca mà nổi đeo cho tao à? Em quên. Tao là cái gì? Đeo đây cho tao đây. Không gắn nữa. Tại mày giấu hộp ca ca hết á, chứ tao không có gì mà ăn. Anh TP, bán em 10 cái chân gà. Chân gà thì anh không thiếu, nhưng tiền của em đâu? Em thử một cái ngon, em mua hết cả cái quán này. Những lời em nói có thật không? Thật, em lừa anh làm gì? Ăn xong thì nhớ trả tiền cho anh đây. Ừ. Ngon đấy, em có hết tất cả đồ ăn này cho em. Ok em, của em hết 300.000 nhá. Cấp 300.000, em tưởng nhiều lắm. Em là khách quen của anh nên anh lấy rẻ đó. Của anh đây, có thừa từng nào, em bỏ hết. Anh lấy tiền, chứ anh không lấy cái đồ lông đao đấy. Nhưng cái đồ lông đao này em mua với giá 5 củ. Anh không lấy thì em cũng chịu. Mười đen. Tiền của anh. Cái này mà bảo với giá 5 củ, có đúng không các em? Ngày hôm sau. Anh đi đi. À, cái thằng này đây rồi. À, đâu anh, đâu anh. Trả tiền cho anh. Em đến trả tiền cho anh đây. Đâu. Đưa tiền ra đây cho anh. Thằng bạn của em, nó lại mua cái đồ lông đao đó với giá 6 triệu. Anh có muốn kiếm lời từ cái đồ lông đao đó không? Có. Thế anh đưa cho em thêm 1 triệu để em dẫn thằng bạn đó đến đây để mua cái đồ lông đao của anh. Anh còn có hơn 500.000, em cầm tạm. Lúc nào anh bán được cái đồ lông đao này, anh em mình chia đôi được không? Ok anh lướt. Em xin chiên gà, em về đây. Ôi trời ơi, chuẩn bị lại bán được tiền từ cái đồ lông đao này rồi. Xì, lại lừa được của anh TP thêm 500.000, còn thêm một cái chân gà nữa. Đá gì đâu không? Cái thằng này, anh TP bán cho em 3 cái đi bộ. Bán cái gì mà bán? Cái thằng này, ai bày cho em đi mua hàng kiểu vậy? Em xin lỗi, xe em không có phanh. Cái xe này mà bảo không có phanh à? Phanh như thế này mà. Mày đi xe kiểu này, anh nói mày nó còn cãi à? Em biết lỗi rồi, lần sau em không đi đâu nữa. Lần này là lần đầu, mày sửa lại cái quán cho anh, rồi anh tha cho mày. Dạ anh. À? Thôi, anh hung dữ quá, em không mua hàng của anh nữa đâu. Là sao ta? Mình có hung dữ gì đâu. Ái chà, lại có đồ ngon để ăn. Ngày hôm sau. Ô, anh TP. Cái thằng này. Anh cái gì mà anh? Mày đi mua hàng kiểu vậy à? Đâu. Đã nói một lần rồi. Một lần gì anh? Là đi mua hàng, cất cái xe ở bên ngoài. Mày vào, mày phá hết cái quán của anh vậy à? Em quên. Còn quên được à? Quên nhắc đi vừa qua. Quên một lần rồi thôi nghe chưa? Còn ăn vả à? Đúng rồi. Em xin lỗi anh. Anh tha cho em lần này để em dọn quán cho.
Ủa? Gì vậy? Anh Tippy, bạn cho em chân gà 2.000. Em lại đùa anh à? Làm gì có chân gà 2.000? Thế thôi, em về đây. Anh bán đồ đắt. Yes sir. Người đẹp. Anh Tippy nhìn vậy mà ngu thật.